chuyện hai chúng các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có test đến quý vị và các bạn hai con Amply Lukman. Đây là dòng 503X nha quý vị, 503X. Đấy, thì dòng X này quý vị biết rồi, nó ngon hơn cái dòng trơn. Thì về được hai con quý vị rất đẹp luôn. Bên trong ruột gan nội thất là 7 màu hết ha. Đây quý vị. Thì em cuối clip em sẽ chèn hình ruột gan bên trong vào ha quý vị. Đây. Bây giờ em sẽ quay cái mặt mũi cho quý vị xem ha. Ở đây em có hai con. Thì nói chung nó đẹp như nhau hết quý vị, mặt mũi đẹp như nhau. Vỏ gỗ zin hết ha. Thì một con ở trên vỏ gỗ là màu đỏ sẫm, một con ở dưới là màu hơi vàng hơi. Đấy. Vì hợp với cái đây. Màu vàng hơi, màu đỏ sẫm ha. Nói chung là quý vị hợp thích cái dạng mình thích, hợp màu nào thì lấy màu đó thôi, đẹp như nhau hết. Thì dòng 503X này với cái mức giá cực kỳ hợp lý quý vị. Và đánh những cái đôi loa JBL cực kỳ tuyệt vời luôn. Vì có loa cột JBL hay là những dòng 43, 11, 43, 12, chỉ cần con này thôi, đánh là tuyệt vời rồi, không cần phải cao to gì hết. Đây quý vị, phía sau của nó rất đẹp ha. Những dòng lúc mang này ớt 503X 100V, 100W nha quý vị. Đấy. Nhưng mà quý vị thấy em đang đánh đôi loa Diatone DS77 Helix công suất là 230W mỗi loa, đường kính bass là 32cm, đánh rất là hay luôn quý vị, đánh ra chất âm mềm luôn. Đấy, đánh ra đôi loa này luôn, đánh rất là hay. 100W thôi, không cần nhiều, nó hợp, nó đánh tuyệt vời rồi. Đánh hai cầu loa AB và A cộng B ha. Thì cái chức năng đây quý vị, bass tape thì nó chỉnh là riêng biệt hai kênh trái phải luôn ha. Đấy, và nó con này thì nó tới tận 3 đường AUX, một AUX1, AUX2, AUX3, 2 cộng phono, phono 1, phono 2, 3, đánh hai cầu loa AB, A cộng B luôn ha. Đường monitor tab đó. Mono CT, cắt bass chép ha quý vị ha. Đây là phần filter của những con ly khác đó, nó cắt bass chép đó. Quý vị lên xuống là thấy nó khác nhau rõ rệt ha. Đây, con này thì đã nọc mạch. Đấy, nút nguồn đây nha quý vị, nút nguồn đây. Rồi, hai nút bass, hai nút chép. Đấy, ba lăng đây. Rồi, có chi tiết ha. Giá là mỗi con 5.9 triệu quý vị, em bao ship toàn quốc cho quý vị ha, hàng bao zin nguyên bản hết. Này ghép với những dòng loa Mỹ, những dòng JBL hay những dòng Nhật, dòng Pioneer, những dòng Diatone, nói chung con này nó đánh ra hay rất nhiều cặp loa. Đấy, rất là dễ ghép, rất là dễ chơi. Và có cái vỏ gỗ đẹp ha. Rồi, thì với mức giá 5.9 triệu em bao ship toàn quốc cho quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.
xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.